Hello, chào mọi người. Hôm nay là ngày 5 tháng 12 2018. Thì Lina muốn làm một cái băng này để chia sẻ với mọi người làm cách nào mà mình có thể ăn Giáng sinh vui vẻ và mình không có sợ là bị mập, không có sợ là tăng cân. Tại vì Lina đã làm cho công ty một thời gian, thì Lina có nghe rất nhiều anh chị là nói là thôi, mình chưa muốn làm cái e-weight challenge của Lina đâu. Lina hỏi tại sao vậy? Thì những người đó nói là tại vì bây giờ mình muốn ăn qua lễ trước đã. Tại vì bây giờ lễ lọc sắp tới rồi mà mình diet đó thì nó không có, giống như là không có được thoải mái lắm, không được vui lắm. Nhưng mà Lina sẵn ở đây làm cái băng này thì Lina muốn chia sẻ với mọi người là thì cái lý do là tại sao mình vẫn muốn đẹp, phải không? Mình muốn đẹp cho tới ngày Noel, hoặc là Noel qua thì bắt đầu tới Tết Tây. Tết Tây thì bắt đầu tới Tết Việt Nam mình, rồi Tết Việt Nam mình thì tới Valentine, phải không? Rồi Valentine thì bắt đầu qua mùa Spring. Thì nếu mà bây giờ mình bắt đầu mình làm cái e-weight challenge của Lina đó thì anh chị không có cần phải lo, là tại vì á mình ăn uống thoải mái, nhưng mà mình có được cái regimen, mình có được những cái sản phẩm có thể giúp cho mình để mình giữ cái cơ thể mình ở đó mà nó không có mập lên, mà nó cũng không có ốm xuống. Thì vừa qua lễ thì bắt đầu mình có thể bắt tay vào cái e-weight challenge, thật sự làm cái challenge trong vòng 8 tuần. Thì có rất là nhiều người Lina giúp cũng mất từ 20 tới 30 pound. Thì bản thân của Lina thì lúc mà Lina xài cái sản phẩm á là Lina chỉ có 115 pound thôi, nhưng mà trong vòng 8 tuần Lina có thể mất được 15 pound, và sau đó 8 tuần nữa thì là tổng cộng là 4 tháng thì Lina từ 115 pound xuống còn có 98 pound. Thì 98 pound thì đối với những người con gái Việt Nam thì đó là quá là bình thường, phải không? Nhưng mà Lina là 98 pound của bodybuilder. Lina đi tập thể dục, hồi đó đâu biết tập thể dục ra sao đâu, tự nhiên á hả, gần cái tuổi 40 rồi nói thôi mình đi làm cái gì đó cho nó lạ lạ, làm cái gì đó mà nhiều người Việt Nam mình chưa có làm, thì đi làm mới quyết định ra hả là đi làm bodybuilder. Thì tình tình lúc á, cùng một lúc đó thì Lina mới tình cờ quen được một người ở trên mạng, thì anh ta giới thiệu cho Lina cái sản phẩm mà Lina sẽ giới thiệu cho mọi người bây giờ, là cái sản phẩm có thể giúp cho những người Việt Nam của mình hoặc là bất cứ những người nào đó trên cả thế giới luôn, miễn sao là con người là có thể giúp được. Tại vì cái hệ thống tiêu hóa của mình ăn uống á, nó không có tiêu hóa được, cho nên những cái đồ ăn mà mình ăn vô á, nó không tiêu được, nó thành cặn bã, nó sẽ trở thành mốc, bị hôi, bị thối trong cơ thể của mình. Cho nên sau này anh chị có thấy không, bắt đầu có nhiều triệu chứng ung thư, cao máu, cao mỡ, tiểu đường, phải không? Thì bây giờ thì còn Lina xà cũng làm cho công ty được gần một năm nay, tháng 12 ngày 21 thì đúng một năm, thì Lina cũng trải nghiệm cái sản phẩm cũng đúng một năm, thì Lina rất là mê cái sản phẩm. Cho nên hôm nay Lina làm một cái băng nói tiếng Việt, thì mong là cái băng này có thể gửi đi tất cả khắp mọi nơi. Thì anh chị nào mà coi được cái băng này thì có thể là liên lạc với Lina, nhắn tin cho Lina ở 802 881 5517, 802 881 5517, nhắn tin cho Lina trước khi gọi nha. Tại vì gọi mà có số lạ Lina không có bắt đâu. Nhắn tin rồi Lina biết người nào á, thì Lina mới bắt. Còn không thì anh chị có thể là liên lạc với Lina qua Facebook là Lina Nguyễn, Lynna Nguyễn, Nguyễn, cái họ mà rất là nhiều người có. Thì anh chị có thể theo dõi Lina trên Facebook thì có thấy những cái hình ảnh mà Lina giúp được rất là nhiều người á, giảm cân á. Cho nên Lina rất là đang mong muốn là mình có thể giúp được nhiều người Việt Nam hơn. Tại vì bây giờ không có phải là về cái sắc đẹp không, hoặc là về cái ốm cái mập nữa, nhưng mà bây giờ là mình về cái sức khỏe của mình có sức khỏe thì da mặt mình hồng hào, tướng tá mình đẹp đẽ thì cuộc sống mình nó sẽ hạnh phúc vui vẻ hơn, vui nhà vui cửa, phải không? Đàn bà đẹp thì lúc nào á hả nhà cửa nó cũng được vui vẻ hết á, đàn bà mà không đẹp á hả tối ngày cứ nhằn nhằn cái mặt hoài à, khó chịu lắm. Cho nên á, cho nên Lina hôm nay làm cái băng này mong là mọi người có thể tìm hiểu thêm về làm sao có thể giảm cân được 10 pound, 20 pound hoặc là 30 pound hoặc là có thể 100 pound. Thì Lina biết là người Việt Nam mình hiếm khi là người nào mà cần mắc đi 100 pound lắm. Nếu mà mắc 100 pound là mắc cả Lina luôn á. Cho nên cho nên không sao. Quan trọng là mình giữ sức khỏe mình, quan trọng là mình làm sao làm sạch cái đường tiêu hóa của mình, phải không? Thì bây giờ Lina sẽ làm cho anh chị coi một cái pudding test, làm sao mà Lina có thể giải thích cho anh chị biết là cái sản phẩm này nó work. Là tại vì anh chị nghĩ coi cái này là cái pudding, phải không?
Cái điểm Linda chưa chưa mở luôn á. Thì Linda mở ra giày. Thì anh chị coi Linda đổ ra. Nó không ra luôn, nó đặt nó mình không ra luôn á. Thì cái này nó giống như cơ thể của mình vậy thôi. Cái cơ thể của mình nó mình ăn uống vô mà mình không có tiêu hóa là kịp á thì nó đóng lại một cục giống vậy á, nằm vậy á. Nó bị kẹt trong cái ống luôn rồi nó không có ra được hiểu không? Cho nên có nhiều người tại sao mà bị phì hơi, có nhiều người tại sao mà hả không có đi cầu được, nhiều khi á hả hai hai ba ngày mới đi được một lần. Để đi làm này cho coi ha. Chờ đi nào một chút nha, đi nạp lại cho coi. Lina đi lấy đồ đi làm cho coi, giống như cái nãy Lina nói là cái pudding này thấy không, đổ nó không ra luôn á, nó đặc giống như vậy á. Thì trong cái này là một trong cái bốn bước của cái hệ thống tám Ewig Challenge của Lina. Thì một cái này trong cái bước này, bước đầu tiên á, mình chỉ cần xài cái sản phẩm này á thì nó có thể giúp cho đường tiêu hóa của mình tiêu hóa dễ dàng hơn và mình có thể đi cầu được. Mà quan trọng á là nó đẩy ra những cái dơ rồi nó giữ lại những cái dinh dưỡng cho mình thôi, cho nên những cái gì mà ra là nó là những đồ đồ dơ của mình, đồ mà mình không có cần thiết cho cơ thể của mình. Thì đi nạp bỏ cái này vô ha, xong rồi mình quậy giống như cái này mỗi ngày mình đi bộ nè, mình đi làm nè, hay là bất cứ cái hoạt động mỗi ngày của mình á, mình làm á thì mình làm giống như vậy thôi. Cái này á, không có cần tập thể dục nó cũng giảm cân được, là tại vì chủ yếu của nó là nó đẩy ra những cái đồ dơ trong cho mình. Trong cơ thể của người bình thường của mình nó là có 5 tới 25 pound những cái đồ cặn bã ăn không có tiêu hóa, thì cho nên nếu mà mình xài cái này vô á nó sẽ đánh tan những cái đó ra, thì nó sẽ đẩy ra ha. Thì Lina xài cái sản phẩm này á, nhờ vậy mà Lina có thể ốm, chứ hồi xưa Lina cũng có 5 feet à, mà chọn quay à, chọn mặc đồ lúc nào cũng size medium, đi ra ngoài đường mua đồ á, đâu thích đi shopping đâu, tại vì mỗi lần mua đồ về á nó mình thử lên nó không có cái gì mà nó đẹp hết á. Nhưng mà từ lúc mà Lina đi đi xài cái sản phẩm này rồi, cộng đó Lina chịu khó đi tập thể dục hơn, tại vì cái mục tiêu của Lina là muốn đi lên trên sân khấu để làm bodybuilder, cho nên Lina chịu khó đi tập. Thì lúc mà tập rồi xuống còn 98 pound á, nhưng mà cơ thể cái eo của Lina thì cũng cỡ 22 in, thì đi mua quần áo rất là nhỏ, đi kiếm quần áo cũng rất là khó tại vì đồ nhỏ biết không. Nhưng mà không sao, nhưng mà bây giờ thì Lina cũng còn 110 pound nhưng mà mặt cũng là con số 0 với lại hai con số 0 là nhờ Lina xài cái này. Thấy không, Lina nói chuyện với mấy bạn có chút xíu một xíu thôi mà coi cái này nó chảy tan ra luôn rồi nè, thấy không, hồi nãy đổ không ra nhớ không. Xí, bây giờ Lina đổ ra cho coi nè. Cho nên á, nếu mà anh chị xài cái sản phẩm này, anh chị ăn uống xài nó sẽ đánh tan ra. Thì lúc đó trong cái mùa Giáng sinh này, cái mùa Tết của mình á, mình không có sợ bị mập, tại vì những cái đồ gì mình ăn vô nó có thể tiêu ra rồi. Còn nếu như anh chị muốn giảm cân luôn á nha, muốn giảm cân 10-20 pound trong vòng 8 tuần á, thì liên lạc với Lina, Lina sẽ chỉ cho. Đừng có lo, tại vì nó không có khó đâu, Lina làm được, những người khác người ta cũng nhiều người làm lắm rồi. Lina làm cái này cũng mới có 1 năm thôi nhưng mà cũng giúp cũng được trên 100 người rồi, cho nên Lina muốn vô giúp những người Việt Nam, tại những người mà cả 10 tháng nay Lina giúp đó là người Mông không à, cho nên bây giờ Lina muốn giúp người Việt Nam của mình. Thì mong là anh chị coi cái băng này rồi thì anh chị thấy cái băng này mà nó có thể giúp được những ai đó hoặc là bạn bè của mình đó, thì anh chị có thể gửi cái băng này đi. Là ngày lần đầu tiên Lina quay cái này bằng tiếng Việt á, với lại dùng cái laptop nè, không biết cái quality của nó có tốt không nữa, nhưng mà thôi chịu khó coi đi nha. Rồi cái gì thì cứ gọi cho Lina cho coi cái này nè. Thấy hồi nãy không, hồi nãy mình đổ nó không ra luôn, giờ nó chảy 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 ra luôn á. Cái này á, anh chị đừng có sợ là mình sẽ bị tiêu chảy, tại vì nó không có bị tiêu chảy đâu. Cái này nó chỉ đánh tan ra những cái đồ ăn thôi, chẳng hạn cái này nó còn dính này phải không, anh chị để 5 phút sau á nó chảy ra hết luôn. Cho nên những cái gì mình ăn trong người mình á mà nó không có được sạch á, những đồ ăn mà ăn vô nó không có tiêu được á, xài cái sản phẩm mà đánh tan, thì mình sẽ có thêm ba cái bước nữa. Ba cái bước thì nó sẽ đẩy cái đó ra, thì một khi nó đẩy ra là cơ thể mình sạch sẽ, con người mình sẽ giảm 50 pound trong vòng á, dưới 1 tháng trở lại rất là nhanh, nhưng mà rất là khỏe, rất là tốt. Tại cái này không phải là diet pill, cái này là cái supplement để trợ giúp cho cơ thể của mình thôi. Ok, cho nên Christmas sắp tới, cầu chúc cho mọi người Merry Christmas, Giáng sinh năm nay gặp nhiều may mắn, gặp nhiều vui vẻ, lúc nào cũng hạnh phúc bên gia đình, lúc không có gì quan trọng bằng gia đình của mình hết. Đi đâu hay là bất cứ làm cái gì,
cũng phải về nhà với ba mẹ, cũng về nhà với gia đình của mình. Rồi chúc cho mọi người có một mùa Giáng sinh và một năm mới đầy hạnh phúc. Và mong mọi người tới khi Tết, trước khi Tết đó, anh chị có thể mất 10-20 pound. Ok, rồi cái gì thì gọi cho Lina 802-881-5517, 802-881-5517. Bye bye nào.